trích trong thiết kế trên số đấy của khá là hay ha. Thiết kế này thì mình sử dụng khá là nhiều, đó là sử dụng công cụ là Confit này, là tạo thiết kế liên kết giữa SolidWorks và bảng Excel ha. Có nghĩa là mình thiết kế ví dụ như một con bu lông đầy ốc mà mình thiết kế, và mình thiết kế từng cái vẽ từng bảng như vậy nó mất rất mất thời gian. Thay vì như thế, mình có thể nhập thông số rồi từ bảng Excel nó tự tạo cho bạn một loạt câu hình như vậy, nó nhanh hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha, tạo câu hình một cái cơ bản nhất, ok chưa? Thì đầu tiên thì các bạn vào SolidWorks, bạn bật bình thường, các bạn thiết kế như bình thường thôi ha. Ok, ví dụ như bây giờ mình sẽ vẽ có một cái hộp, tấm hộp như thế này ha, tấm hộp bằng gỗ có kích thước từ sau ha, ví dụ như thế này. Giờ ok, mình sẽ điền tương đối một chút ha, ví dụ như trước đây là mình sẽ cho nó là 300 đi. Ok này. Rồi kích thước này. Tầm 800 ha. 800 ha. Ok. Sau đó mình sẽ đùn nó lên một khoảng đùn lên ha. Đùn nó lên một khoảng bằng 500 hoặc là 100 chẳng hạn. Đấy. Ha. Rồi ok. Touch. Đấy. Ví dụ như vậy. Rồi. Thì các bạn kích đúp vào thì nó sẽ cho bạn thay đổi và chỉnh sửa ha. Đấy, thay đổi chỉnh sửa này. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái thằng này cho mình ha, kích đúp vào này. Đây mình để ý cái thằng tên ha. Tên này, tên sketch này. Thì đây mọi người có thể đổi ha. Đây ví dụ như thằng này là chiều rộng ha, thì mình sẽ đặt cho nó là chiều rộng. Chiều rộng mình có tiếng Anh là width ha. IDH ha. Ok. Mình đổi tên nữa không không có sao cả ha, kích đúp vào. À, kích đúp vào ha. Rồi tiếp tục này, cái 300 này là chiều rộng. Chiều dài chiều rộng ha. Chiều dài chiều rộng len này là E N T H ha. Dài rộng cao vân vân ha. Cao này. Cao. Cao mình có là cao mình sẽ có là gì ạ? Cao là E G T. Ok, ví dụ như vậy ha. Copy này. Ok. Đấy. Ví dụ như vậy ha. Ok này. Sau đó bạn review lại cho mình phát ha. Rồi sau đó bạn gán màu vật liệu vào. Ha. Rất là nhiều vật liệu đó thì bạn gán cho nào gì nó tương đối một chút ha. Được ha, ví dụ như mình gán đại vào ha. Rồi ví dụ như vậy, có một cái tấm gỗ như thế này. Tiếp tục bây giờ mình gắn vào ha. À, đây mọi người để ý cái thẻ là Annotation, kích phải bạn chọn là Show Future Dimension này. Có nghĩa là show tất cả các cái thông số sketch mình đã phát thảo cho nó, các cái thông số future này, thấy không? Future Dimension này. Có nghĩa là các cái thông số mình thiết kế. Bây giờ mình muốn là tạo cho nó các cái tấm dài hơn, rộng hơn, ngắn hơn, cao hơn, vân vân. Thay vì như thế thì mình đi thiết kế, mình nhập lại các cái biên dạng sketch, mình edit sketch, cái phải mọi người cho là edit sketch đúng không ạ? Edit sketch thì như thế này cũng được ha, nhưng mà nó mất thời gian rất là nhiều, phí công mình không cần thiết. Thì bây giờ mình sẽ tạo dựa trên bảng Excel một cách nhanh nhất có thể. Tạo như thế nào thì mọi người sẽ chọn vào thẻ insert ha, để ý cái thẻ insert mọi người chọn table này, chọn design table ha, đó là thiết kế trên bảng Excel, bạn chọn là auto grid tạo mới này, tích ok này. Auto là tạo mới ha, tự động tạo mới, grid tạo mới mà. Thế ok. Rồi nó sẽ tự động nhảy cho bạn vào bảng Excel này. Bạn chưa rê chuột vào đâu cả, mà bạn chờ một chút cho nó load cho bạn cái bảng ha. Đấy, theo tự động nó nhảy cho bạn cái bảng này. Cái bảng này là bảng quan trọng nhất ha. Bảng Dimension. Dimension này bây giờ bạn muốn là bảng Dimension này bây giờ bạn muốn là thiết kế dựa trên cái thằng nào? Ví dụ như bây giờ bạn muốn là thay đổi ba kích thước thì bạn sẽ chọn ba kích thước, còn thay đổi hai kích thước thì bạn chọn thay đổi hai kích thước. Thì bây giờ bạn muốn thay đổi ba kích thước thì bạn giữ giữ shift và chọn ba đối tượng này. Chọn cái đầu tiên giữ shift, chọn cái cuối cùng này, hoặc là bạn có thể là thiết kế ví dụ như bây giờ mình muốn là thay đổi một kích thước thì là chiều dài, hoặc là một cái chiều rộng thôi, hoặc một cái chiều cao thôi, thì bạn có thể thay đổi tùy ý ha. Ví dụ bây giờ mình muốn thay đổi cả ba thì mình chọn cả ba vào, chọn sáng cả ba lên nhá, ở ô này chưa vội tích vào đâu cả mà chọn sáng cả ba lên, tích ok thì nó sẽ tự động nhảy cho bạn một cái bảng Excel ha, một cửa sổ Excel. Đấy, tự động loát cho bạn một cái bảng thông số như thế này. Thì bây giờ việc của mình đó chính là bạn chỉ việc điền vào thôi. Điền vào thôi ha. Điền vào. Thì điền như thế nào? Thì các bạn các điền thông số ví dụ như bây giờ đây bạn để ý có thể default này, là cái tên config của mình này. Đây, tương tự config này, này. Ví dụ bây giờ mình muốn đặt config là A này,
À, đây, mình sẽ đặt con vít này là A này. Ha, mình nhập thông số thôi ha. Mình sẽ kéo cho nó rộng hơn một chút. Rồi, ví dụ như bây giờ mình nhập các thông số này. Mình kéo cho nó rộng một chút ha, cho nó dễ làm. Ok. Rồi, bây giờ mình nhập các thông số vào. Là bị lag ha. Chờ một chút ha. Bây giờ mình đọc các thông số vào ha. A này, ví dụ như bây giờ mình muốn tạo cấu hình là ABCD hoặc là cái này bạn ghi vào nha. Ví dụ bạn muốn tạo bao nhiêu cấu hình thì bạn cứ nhập tuần tự như vậy. F này. Đấy, F vân vân kiểu đó. Bây giờ bạn muốn thay đổi kích thước, ví dụ như thay đổi len là cái chiều dài của nó thì bây giờ bạn muốn thay đổi như thế nào? Ví dụ bây giờ mình muốn thay đổi là bạn có thể gắn hàm như bình thường nhé. Là thay đổi tùy ý theo ý của mình mà. Bây giờ bạn muốn gắn hàm đi. Ồ, mình chưa có cái ha, mình edit lại, mình lỡ cái ok rồi. Bạn số này xuống, bạn kích phá vào design table, kích phá bạn chọn là edit table tab new window này. Mở cửa sổ lên, thay đổi ha. Mình chưa có nhập các thông số vào mà. Bạn kích phá ha. Mở nó lên lại thôi, không sao ha, đây. Đó, bây giờ mình nó đã mở một cái cửa sổ mới rồi, tí nữa bạn chỉ việc nhập vào bạn tắt thôi. Rồi bây giờ bạn nhập cho bình thường ha. Close. Cái này nó khá là lag các bạn, chờ cho nó load. Ok. Đây, chờ một chút nha. Rồi, cho nó load xong rồi mình sẽ thiết kế. Ok ha. Rồi. Đây, hồi nãy là nó tự động nhập cho bạn ha. Ở đây bạn có thể delete đi ha. Delete đi. Tại vì cái này là các cái thông số này, thông số cũ mình chưa thiết kế mà. Rồi bây giờ bạn nhập này. Ví dụ như bây giờ mình muốn là gắn hàm cho nó chẳng hạn. Bây giờ bạn gắn này. À, bạn array là một cái cột bất kỳ ha. Bạn gắn này. Ví dụ như đây. Mình sẽ nhân nó đi ha. Nhân là 1, 2, 4, 5 chẳng hạn. Thì đây. Mình muốn là số 300 này nó thay đổi. Thì bằng 300 này. Nhân với shift 8. Cái này là thiết kế dựa trên mảng Excel nhé. Là bạn gắn hàm bình thường thôi. Nhân với cái thằng này. Bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ bạn kéo hàm thôi ha. Đó. Theo cái chỗ này nó đang chặt quá nên là nó sẽ ha, đó theo gắn hàm thôi. Tương tự ví dụ như bây giờ mình muốn là 0.5, mình muốn tăng 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 đều ha, đó bây giờ mình muốn tăng này, cái này là bằng bằng ha 800 nhân với cái thằng này ha, shift 8 này, nhân chia cộng trừ nhân chia vân vân các kiểu của bạn ha, enter. Cái này mình gắn hàm thôi. Đấy. Tương tự như vậy ha, bên này cũng thế. Hoặc là bạn muốn thay đổi chiều cao là như thế nào đó thì tùy, cái này là cái bảng thông số mình điền vào nhá. Cái này là cái điền vào thôi, không có liên quan gì đâu nha các bạn. Cái này là mình mục đích là mình lấy ra để mình gắn hàm cho nó thôi nhé, không có gì nhá. Đây, mình giữ nguyên này. Đấy, mà ngoài ra bạn có thể tạo nhiều 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 rất là nhiều nữa ha. Đấy theo table path 2 này, tên này. Đó, mình gắn vào thôi, gắn hàm vào. Tương tự các bạn muốn tạo bù lông đai ốc hoặc là một cái cấu hình như thế nào đó thì tùy ha. Sau đó bạn tích vỏ này. Đó, thì nó sẽ tự động nhảy cho bạn ha. Đây, mình đã tạo ra là thêm 5 cái cấu hình nữa. Đó, 5 cấu hình này. Từ cái cấu hình 1, 2, 3, 4, 5 này. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ bạn để ý này. Cái đầu tiên của mình đúng không ạ? Cấu hình là cấu hình là default này. A này. Kích này. Show này. Show con fit này. Hoặc là bạn kích nút 2 lần vào này. Nó sẽ tự động load cho bạn này. Đó, nhảy các cái cấu hình mình đã thiết kế cho nó ha. Review này. Đó, tích review phát cho nó ha. Đấy, đơn giản không ạ? Đó, rất dễ ha. Đấy, cấu hình B này. À, đưa hàng loạt cái bảng Excel của mình vào thôi. Đấy. Đấy, tao ạ. Nó sẽ tự động nhảy cho bạn ha. Đấy, rất dễ. Rất dễ không ạ? Đấy, tự ha. Tạo cấu hình dựa trên bảng Excel. Đấy, ngoài ra bạn cứ edit thì bạn chọn là gì ạ? Chờ một chút thôi. Rồi, edit thì bạn cứ chọn vào design table, kích phải bạn chọn là edit table in new window, có nghĩa là edit table và mở mở cái bảng mở Excel lên. Còn còn bạn chọn cái tùy chọn thứ hai này thì nó sẽ mở một cái khung rất là nhỏ thì load rất rất là khó lâu ha. Thì bạn nên mở là in window này, hai tùy chọn này bạn chọn cái nào cũng được nhé. Rồi bạn có thể save table này, delete này, vân vân ha. Edit future, edit cái future ban đầu này. Edit cái future ban đầu của bạn này. Ok chưa? Đấy, thì bạn chỉ việc là chọn insert, chọn table, chọn là design table thôi ha. Đây là mình đã thiết kế cho nó. Được chưa? Đó, rất dễ ha.
là một cái tip thiết kế design table, bạn có thể tham khảo thêm ha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thực hiện thành công.